Hello, xin chào các bạn, mình là Trương Kê Minh Phát. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích đòn đánh của Superlet và Tagaru nha các bạn. Thì trong cái trận One vừa rồi á, thì Superlet đã đá cái chân trụ của Tagaru sưng bầm tím các bạn ạ. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích về những cái đòn đá low kick của Superlet nha các bạn. Ok, số 1 đòn đá trụ cơ bản. Thì trong cái đòn đá trụ cơ bản á, thì đa số các đối thủ khi mà đá trụ á, thì họ sẽ nhảy chân như thế này, họ sẽ nhảy chân ra đằng trước như thế này. Và khi đá thì họ sẽ có chiều hướng hơi cắm đầu về phía trước nha các bạn. Rồi nha. Nè. Đó, hai sẽ dồn trọng tâm về phía trước. Đó. Thì trong khi mà quýnh những cái đòn này á, thì người ta sẽ kết hợp với đòn tay số 3 chẳng hạn, hoặc là đòn hút chẳng hạn. Thì trong cái trận đấu của Superlet với Tagaru á, thì Superlet có sử dụng vài lần đòn tay số 3, ví dụ như này. Và đá trụ. Thì khi đá trụ như vậy thì mình sẽ dồn trọng tâm về phía trước, mục đích là khi mình đá trụ mình có thể quýnh những cái đòn khác. Đây căn bản đa số những võ sĩ gọi là K1, những võ sĩ thiên về chiều hướng kickboxing đó, họ sẽ quýnh cái đòn này nha các bạn. Ví dụ như 1-3 đá trụ rồi đứng lại 6-3 đá trụ. Đó là những võ sĩ kickboxing nha các bạn. Thì cái này là cái lối đánh mà gọi là cơ bản. Đá trụ số 2 của Superlet. Thì trong cái trận đánh vừa rồi của Tagaru á, với Superlet á, thì Superlet đã nghiên cứu cái lối đánh của Tagaru. Thì Superlet đá không có nghiêng người về phía trước như thế này, mà Superlet đá hơi giãn người về phía sau. Ví dụ đá này đó. Mục đích để Superlet hạn chế đòn tay của Tagaru. Tại vì Tagaru á, hay quýnh đòn overhand mà số 2, mà trúng cái đòn này là sẽ rớt nha các bạn. Thì Superlet nghiên cứu, ví dụ như Superlet chép nè, hơi chép nè, rồi đấm bùm, đó Superlet đi ra. Thì cự ly đòn đá này rất là xa, này sẽ rất là khó trúng nha các bạn. Thì cái đòn đánh như sau. Rồi Superlet á, sẽ đá không nghiêng người về phía trước mà ngửa về phía sau. Rồi nè, chép nè, chép nè, chép cự ly xa nè, đấm bùm, đó. Để né đòn tay và phá đòn chân của đối thủ. Đó là cái cách số 2 của Superlet đá nha các bạn. Thì trong cái phần số 2 này á, thì có thể né được rất là nhiều đòn. Ví dụ như quýnh số 3, bùm, số 2, bùm. Đó, khi mà mình Superlet đá, ví dụ như là Superlet đá phá trụ nè, bụp. Đó, và chép vô tấn công, vô tấn công. Ờ, đá phá trụ nè, bụp, xong chép tiếp. Và đạp, canh cự ly, đá vừa đạp. Đó là cách mà Superlet quýnh trong trận đấu với Tagaru nha các bạn. Nói về top những cái combo mà Superlet sử dụng để quýnh với Tagaru trận vừa rồi nha các bạn. Ok, đòn đầu tiên, đòn số 3 cơ bản và đòn đá low kick. Đó, số 3 đá low kick. Đó, đó là phần đó là đòn số 1 mà Superlet quýnh với Tagaru nha các bạn. Rơi vào hiệp 1 và hiệp 2 nha các bạn. Quýnh số 3, búp, đá trụ, búp, 3, đá trụ. Thì trong cái phần đá trụ, đòn số 3 và đá trụ này, Superlet sẽ tập trung vô phá những phần như sau. Một là phần đùi, hai là phần nhượng chân nè. Đó, Superlet sẽ đá thẳng cái này. Yeah. Nếu mà mình không có dạng như mình lóc như thế này, mình để im chân đó, thì mình sẽ rất dễ bị chấn thương này. Đó, đá ở đây, nó sẽ làm cho mình hạn chế lối đánh. Bùm, nó Superlet sẽ tập trung này. 3, đá trụ. Rồi, số 3. Bùm, bùm, chép. Chép số 3, bùm, bùm. Chép số 3, bùm, bùm. Rồi, đòn số 2. Đòn số 2 mà Superlet sử dụng là kết hợp giữa đòn chép và đòn đá trụ. Và kết hợp giữa đòn chép và đá trụ. Rồi số 1 nè, Superlet sẽ dùng đòn chép. Đó, đòn chép để cho Tagaru để mục đích để che tầm nhìn của Tagaru và đá trụ. Phụp. Đó, lại nè. Chép. Phụp. Và đòn chép để đá trụ. Ví dụ như Superlet sẽ làm như thế sau. Chép nè. Chép nè. Chép nè. Tagaru sẽ nghĩ là Superlet đấm đòn tay số 2, nhưng mà Superlet á sẽ dùng đòn chép để nhử Tagaru ôm đòn. Đó, Tagaru ôm xuống. Đó, nghĩ đòn quay số 2 để Tagaru chịu đòn à. Nhưng mà Superlet không có đấm mà Superlet đá chép đá này. Bụp. Đó, cũng canh vô phần đùi và nhượng chân nha các bạn. Đây là chép đá bụp. Đó là cái đòn số 2 Superlet sử dụng. Và trong cái đòn chép phá trụ á, thì mục đích vừa chép để Tagaru ôm đòn, và chép để đẩy Tagaru
vào dây đài và đá trụ nha các bạn. Rồi nè, chép nè, rồi đẩy nè, chép, chép nè, đá. Đó, đá như thế này thì cái đòn phá trụ của Super Leg nó sẽ nặng hơn nha các bạn. Tại khi mình đứng, xích này, nè, chép nè, đó. Rồi, khi mà đứng này, đá nó không có mạnh bằng. Chép nè, đẩy nè, đó, đối thủ luôn nè, đá. Thì cái lực chân mình nó sẽ đi vô sâu hơn nha các bạn. Chép, đá trụ. Chép, chép, đá trụ. Rồi, chép, đá trụ. Chép, 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 đá trụ. Combo số 3, Super Leg sử dụng là combo quýnh 1, 2 và đấm bụng, đá trụ. Đó là combo này mình thấy Super Leg thường hay dùng trong tất cả các trận đấu nha các bạn. Thì mục đích nè, quýnh 1, 2 để cho đối thủ ôm đòn lên. Được chưa? Và canh đấm vô bụng, canh tập trung vô phần gan nè. Mình sẽ tập trung vô phần gan và đá trụ. Bụp. Đòn này nó sẽ được 3 điểm nha các bạn. Đầu tiên nè, nếu mà mình đấm trúng vô mặt đối thủ, bụp, đối thủ văng mặt ra thì cái mình sẽ đấm vô gan. Đó và đá trụ. Đó, đòn combo này sẽ phối hợp được những cái dạng gọi là mình sẽ vừa quýnh vô mặt, vừa quýnh vô bụng, vừa quýnh vô đùi được nha các bạn. Rồi lại nè. 1 2 bước lên, bụp, hồi đá trụ. Bụp. Rồi, vừa phá mặt, vừa phá bụng, vừa phá đùi. Quanh chuông, bụng, đá trụ. 1 2 bụng, đá trụ. 1 2 bụng, đá trụ. Trong cái combo số 4 này, Super Leg sẽ sử dụng những đòn đẩy thẳng nha các bạn. Và trong cái đòn đẩy thẳng này á, Super Leg chỉ quýnh tầm 20-30% thôi, mục đích để tập trung vô cái đòn phá trụ. Mình không có thể, Super Leg sẽ không quýnh hết sức như thế này nha các bạn. Hết sức như thế này thì đòn đá trụ của mình nó sẽ nhẹ lại. Còn Super Leg sẽ dùng cái đòn hai đòn tay giống như đòn chép á, để cho đối thủ ôm lại và Super Leg phá trụ. Rồi vô. Nè, đầu tiên 1-2-1 nè. 1-2-1. Đó, là Super Leg đá trụ. Bụp. Lại nè. 1-2-1 bụp. Đó, mục đích là để cho Takeru ôm đòn và Super Leg phá trụ. Lại nè. 1-2-1 đá trụ. Bùm. Và cái số 2 trong cái combo này là Super Leg sẽ dùng thêm hai đòn tay chép nữa. 1-2-1 chép, chép, đá. Bụp. 1-2-1-1 đá trụ. 1-2-1 đá trụ. 1-2-1-1 đá trụ. Ở trong cái lưu ý là này, combo này các bạn, thì các bạn đá khi các bạn đá chép chép chép, đúng không? Các bạn 1-2-1 các bạn đá, các bạn sẽ hơi ngửa ra sau. Mục đích gì? Nè. 1-2-1 đá tấn công. Búp là đẹp lại. Đó nè. 1-2-1 nè, đá nè, tấn công, đẹp ra. Đúng không? Trong cái trận đánh vừa rồi á, Super Leg cũng đã sử dụng cái đòn này rất là nhiều nha các bạn. Hoặc là nè. 1-2-1 nè, đá trụ, hồi tấn công, đẹp. Đó, thì trong cái combo này á, thì khi mình đá thì mình hơi ngửa ra sau, thì mình sẽ có khoảng cách để mình sử dụng đòn đẹp nha các bạn. Rồi lại nè. 1-2-1-1 đá trụ, tấn công, húp. Đó, mình có thể sử dụng thêm đòn gối chẳng hạn. Ok, và đây là cái video phân tích giữa trận đấu giữa Super Leg và Takeru. Nếu mà các bạn có ý kiến gì có thể comment về phía bên dưới nha. Và đây là phân tích của mình. Nếu các bạn thấy cái video này hay, có thể cho mình một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo nha.